chúng ta có 25% chiến thắng. Có nghĩa là cháu sẽ mời lên sân khấu là thêm 3 cô nữa. Thì có nghĩa là một trong 4 cô là vợ của chú. Chỉ cần chú đoán đúng thì một phần quà của Easy Tour sẽ gửi tặng cho chú. Đó, đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả. Đó, bây giờ chú sẽ có thời gian để cảm nhận lại cánh tay của cô này. Rồi. Và gửi. Rồi. Cô để tay vào mũi cho chú gửi. Rồi. Đơn giản được thôi đúng không ạ? Rồi. Bây giờ cháu sẽ mời lên sân khấu là 4 cô xinh gái. Và chú sẽ có nhiệm vụ là nhớ vị trí của 1, 2, 3 hoặc 4 người phụ nữ. Và một trong 4 người này sẽ là vợ của chú. Thì nếu như chú đoán đúng thì xin phép một chiếc phong bì xanh lét dài hàng km sẽ gửi tặng cho chú. Và ngay bây giờ sẽ là người phụ nữ đầu tiên dành cho chú. Không biết là người phụ nữ này có phải là vợ của chú hay không. Chú sử dụng hai ngón tay cảm nhận cánh, không phím ạ, chỉ sử dụng cảm nhận thôi. Rồi, sờ rồi. Dạ. À sờ không phải, cái đấy chú không cần phải nói ra. Chú chỉ nhớ trong đầu vị trí 1, 2, 3 hoặc 4 mà thôi. Rồi, à, chú có cần phải ngửi nữa không? À không phải ngửi ạ, rồi ok, không phải ngửi nữa. Rồi, thành viên thứ hai, cháu xin phép mời lên một cô xinh gái nữa. Nào, sẽ không biết có phải là phu nhân của chú hay không. Rồi, bây giờ chú sử dụng hai ngón tay. Rồi. À kinh quá nhỉ. Không cần ngửi luôn ạ. Chắc chắn là không cần ngửi luôn. Rồi, ok, cảm ơn cô. Rồi. Và bây giờ xin phép là mời lên sân khấu một cô xinh gái nữa. Dạ. Cô này sẽ không biết là có phải là phu nhân của chú hay không. Nào. Và à không chơi như thế, chú chỉ chạm thôi. Đây là tay của cháu. Rồi, chú chỉ chạm thôi, không đo. Rồi. Kiếp dò như là kiểu là thầy lang bắt mạch ấy. Rồi. Rồi, bây giờ là chú ngửi ạ. Rồi, hết thời gian. Rồi, mời cô về vị trí. Không biết là cô này có phải là phu nhân của chú hay không. Và cháu xin phép mời lên sân khấu là cô thứ tư. Đã. Cô này rất là xinh gái. Không biết là như thế nào. Rồi, hai ngón tay chú nhé. Hai ngón tay. Rồi. Và ngửi ạ. Rồi, thời gian của chú đã hết. Và bây giờ chú hãy hệ thống lại một chút. 1, 2, 3 hoặc 4. Và cho cháu xin một con số. Rồi. 1, 2, 3 hoặc 4 sẽ là phu nhân của chú và một món quà đang đợi chờ. Đang nghi ngờ thứ 3 nhưng mà vẫn chưa chắc chắn lắm. Chú chỉ cần nói một câu không có là tối nay chú ra ngoài mà ngủ luôn ấy. Cậu nói thật. Rồi, bây giờ chú chỉ cần nói cho cháu biết 1, 2, 3 hoặc 4. Cháu đảm bảo trong 4 này có một người là phu nhân của chú. Rồi, 1, 2, 3 hoặc 4, thời gian không còn nhiều. Nghi ngờ số 3 là khả năng là chỉ nói là còn 50% thôi. Còn hình như là không, tốc độ này hình như là không có. Không có. Chú chơi phương án an toàn. Chú chơi phương án an toàn. Không có đó. Cả 4 trường hợp vừa rồi là không có. Và chúc mừng chú tối nay.